Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị đang đến với bản tin Phật sự 20 giờ. Bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày và phát lại vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm sau trên kênh Phật sự online. Sau đây là những tin tức Phật sự đáng chú ý trong bản tin hôm nay, thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022, tức ngày 23 tháng 2 năm Nhâm Dần. Thủ tướng gửi thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôn Trăm Thơ Mây. Hà Nội, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ kinh nghiệm Hoằng Pháp tới Chư Tôn Đức lớp cao cấp giảng sư khóa 2 tại Chùa Vạn Phúc. Hậu Giang, họp triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Tiền Giang, Chùa Hội Phước trang nghiêm húy kỵ tổ sư và khai đàn dược sư cầu quốc thái dân an. Quảng Nam, Ni sư Thích Nữ Pháp Định, viện chủ chùa Lương Mỹ viên tịch. Phật giáo quốc tế, Đại học Từ Tế, một trường học uy tín và chất lượng của Phật giáo tại Đài Loan. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết các hoạt động Phật sự đã diễn ra trong nước. Kính thưa quý vị, nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Trăm Thơ Mây năm 2022 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer. Nội dung thư chúc Tết của Thủ tướng như sau. Thân ái gửi đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer. Tết cổ truyền Chôn Trăm Thơ Mây, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer, là Tết tràn đầy hy vọng, niềm vui và niềm tin, là thời điểm thiêng liêng, đất trời giao hòa chuyển giao sang năm mới, sang mùa nước về, mùa cày cấy, mùa lao động. Hướng tới một năm mới may mắn, tốt lành, người người mạnh khỏe, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm hạnh phúc. Nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Trăm Thơ Mây năm 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer. Năm 2021 vừa đi qua có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện quan trọng, nhưng cũng là năm đất nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là đợt dịch COVID-19 lần thứ tư với biến chủng Delta gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân và mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt toàn diện của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ đồng tình, tham gia tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã khắc phục khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Vượt qua nghịch cảnh do dịch bệnh, chúng ta đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì, chính sách về an sinh xã hội được chú trọng thực hiện, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng an ninh được củng cố, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. Công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc được quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả thiết thực. Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt, triển khai. Những thành tựu chung nêu trên là sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer. Năm 2022 là năm bản lề quan trọng thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Là năm đầu thực hiện hai chính sách lớn về công tác dân tộc, mở ra nhiều thời cơ vận hội mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động và dịch COVID-19 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Tục ngữ Khmer có câu, thành công nhờ nỗ lực. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên từ bàn tay, khối óc, trên nền tảng văn hóa, bản sắc và truyền thống yêu nước, để cùng các cấp, các ngành quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không lơ là, chủ quan với dịch bệnh, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Xin chúc đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôn Trăm Thơ Mây năm 2022 vui tươi, an lành và hạnh phúc.
Thưa quý vị, nhận lời thỉnh mời của Ban chủ nhiệm lớp cao cấp giảng sư khóa 2 khu vực phía Bắc, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội đã quang lâm về giảng đường Chùa Vạn Phúc, thôn Đoài, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để gặp mặt và có lời huấn thị cho Chư Tôn Đức Tăng Ni Sinh, lớp cao cấp giảng sư khóa 2 vào sáng qua ngày 24 tháng 3, tức ngày 22 tháng 2 năm Nhâm Dần. Tại đây, Hòa Thượng đã sách tấn chư vị Tăng Ni về ý nghĩa của việc đào tạo tăng tài cũng như tầm quan trọng của một vị giảng sư. Bởi lẽ, từ ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban giáo dục Tăng Ni Trung ương đã được thành lập cùng với các ban viện khác. Trong đó, việc đào tạo tăng tài là nhiệm vụ quan trọng nhất và được đặt lên hàng đầu. Với kinh nghiệm hoằng pháp của bản thân, Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương đã chia sẻ với chư vị Tăng Ni Sinh lớp cao cấp giảng sư khóa 2 về đức tính cần thiết phải có của mỗi vị giảng sư ngành hoằng pháp, đó là tâm và trí. Ngoài hai đức tính chính là tâm và trí, mỗi người cần phải giữ đức của người tu sĩ, đó chính là sự thật thà, khiêm cung và thành kính tu tập. Hòa Thượng cũng chia sẻ rằng, từ khóa này sẽ đi vào thực tế ứng dụng trong việc hoằng pháp, hành đạo và tu tập nhiều hơn, sẽ có sự cải cách giáo dục đào tạo tốt hơn, thiết thực hơn nữa, theo lời Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng chỉ dạy. Ban Hoằng Pháp Trung ương cũng sẽ tạo điều kiện để mỗi vị Tăng Ni Sinh sau khi hoàn thành khóa đào tạo sẽ đều trở thành những vị giảng sư, hướng dẫn Phật tử đạo tràng các nơi tu học theo đúng chính pháp. Cuối cùng, Hòa Thượng mong rằng mỗi vị giảng sư cần biết nhìn nhận mọi vấn đề dưới góc nhìn của giáo lý Phật Đà, cần kết hợp giữa tâm, trí và đức để nhân dân thấy được sự an ủi và tìm về nương tựa cửa Phật. Mong các vị hãy cố gắng học hỏi thật tốt để Phật Pháp được trường tồn, giáo Pháp của Như Lai mãi mãi được hoằng truyền trên thế gian. Sáng nay ngày 25 tháng 3, tại văn phòng Ban trị sự tỉnh, Chùa Quốc Thanh, phường 5, thành phố Vị Thanh, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã tổ chức phiên họp triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hậu Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Chứng minh và tham dự có Hòa Thượng Thích Huệ Hóa, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Hòa Thượng Thích Giác Giao, trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Danh Tuấn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang để đại diện Ban trị sự các huyện thị thành. Đại diện chính quyền có ông Phan Minh Thuận, trưởng phòng tôn giáo Ban dân vận tỉnh ủy, ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, ông Vũ Mạnh Hà, Phó trưởng Ban tôn giáo tỉnh và lãnh đạo ban ngành các cấp. Thay mặt Ban thư ký, Thượng tọa Thích Thông Hạnh trình báo cáo công tác Phật sự tháng 2. Trong tháng qua, Phật giáo tỉnh đã có nhiều công tác từ thiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh như Phật giáo thành phố Vị Thanh bàn giao 3 căn nhà tình thương, Ban trị sự huyện Châu Thành bàn giao 2 căn nhà, 1 cây cầu, Phật giáo thành phố Ngã Bảy trao hơn 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Đặc biệt, tất cả công tác chuẩn bị cho đại hội đều đã sẵn sàng. Tiếp đến, Đại đức Danh Tuấn thông qua công văn của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chấp thuận tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hậu Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2022-2027 vào ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang. Thay mặt Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Phước Dũng, Phó Ban Trị sự trình kế hoạch và danh sách ban tổ chức đại hội. Tiếp đến, Thượng tọa Thích Phước Thành thông qua văn kiện đại hội và lấy ý kiến đóng góp của Chư Tôn Đức. Đại diện chính quyền, ông Vũ Mạnh Hà đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Thường trực Ban trị sự tỉnh. Về văn kiện, nhân sự, thành lập các tiểu ban để phục vụ cho đại hội đều được thực hiện chu đáo vẹn toàn. Ông tin rằng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hậu Giang sẽ thành công tốt đẹp, Phật giáo tỉnh nhà sẽ ngày càng phát triển vững mạnh. Ban đạo từ, Hòa Thượng Thích Giác Giàu hoan hỷ với tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Chư Tôn Đức Tăng Ni. Hòa Thượng trưởng ban cho biết, phiên họp chuẩn bị tổ chức đại hội rất quan trọng, với sự tham gia đầy đủ của toàn thể Chư Tôn Đức đã góp phần to lớn cho sự thành công của Đại hội đại biểu tỉnh nhà sắp tới. Hòa Thượng chúc toàn thể đại biểu tham dự phiên họp vô lượng an lạc, đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Trước đó vào ngày 23 tháng 3, tức ngày 21 tháng 2 năm Nhâm Dần, Ni sư Thích Nữ Huệ Liên, trụ trì chùa Hội Phước, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cùng chư ni và đạo tràng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ chư vị tiền bối tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hội Phước, đồng thời khai đàn dược sư Thất Châu cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh và tham dự của Hòa Thượng Thích Hạnh Trân, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang,
Hòa thượng Thích Giác Nhân, ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Thiện Tín, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cái Bè, Hòa thượng Thích Huệ An, ủy viên thường trực ban trị sự huyện Cái Bè, Hòa thượng Thích Trí Viên, chứng minh ban trị sự huyện Tân Phước, Thượng tọa Thích Thiện Thới, ủy viên ban trị sự huyện Cái Bè, Hòa thượng Thích Nhật Dân, trụ trì chùa Huệ Viễn, thành phố Mỹ Tho, cùng chư tôn đức tăng ni, chư thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài huyện đồng về tham dự. Buổi lễ quý kỵ tổ sư diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ni sư Thích Nữ Huệ Liên cung đối trước chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, tác bạch cung thỉnh quý ngài Quan Lâm đàn tràng Dược sư Thất Châu, tụng Dược sư kinh, tỳ Dược sư chú, niệm Dược sư danh hiệu. Nhờ công đức ấy mà kẻ âm được siêu, người dương được thới, khắp pháp giới chúng sanh đều được bình an qua đại dịch. Đồng nguyện chư vị tổ sư cao đăng Phật quốc bất dông bản thể hội nhập Ta Bà hóa độ quần sanh và hồi hướng kỳ siêu cho các nạn nhân tử vong vì bệnh dịch COVID-19 sớm được siêu thoát. Sau khóa lễ khai kinh, cúng ngọ Phật, ni sư trụ trì thành tâm cung thỉnh chư tôn đức Quan Lâm trai đường chứng minh cho lễ cúng dường trai tăng để cho hàng Phật tử gieo trồng phước điền tam bảo, cũng như bày tỏ niềm hiếu kính với chư vị tổ sư tiền bối đảm dày công khai sơn tạo tự, từng trải qua thời gian góp phần làm hưng thạnh chốn Già Lam hồi phước cho đến hôm nay. Vào lúc 13 giờ 30 phút, gia đình Phật tử Đức Hoa và chú Thông đã phát tâm về chùa trao tặng cho bà con đang gặp hoàn cảnh khó khăn tại địa phương 130 phần quà bao gồm mì, gạo, dầu ăn, nước tương, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, tổng giá trị chung là 39 triệu đồng. Chiều cùng ngày là khóa lễ sanh đăng và đăng đàn chứng tế bạc độ âm hồn, cầu siêu chư hương linh ký danh ký tự và hữu duyên có mặt tại chùa Hội Phước được sớm siêu thoát. Trai đàn do Hòa thượng Thích Nhật Độ đương di sám chủ cùng sự hộ đàn của chư tôn đức tăng. Ni sư Thích Nữ Pháp Định, viện chủ chùa Lương Mỹ, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã thuận thế vô thường, thi tịch vào lúc 12 giờ ngày 22 tháng 2 năm Nhâm Dần, ngày 24 tháng 3 năm 2022. Trụ thế 70 năm, hạ lạp 33 năm. Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2022, tại chùa Lương Mỹ đã trang nghiêm tổ chức lễ cung thỉnh nhục thân cố ni sư nhập kim quang trong niềm kính tiếc vô biên của tứ chúng. Quan Lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Phước Minh, ủy viên hội đồng trị sự, phó ban trị sự kiêm trưởng ban giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam, chủ sám lễ tang. Thượng tọa Thích Huệ Trí, ủy viên thường trực ban trị sự, trưởng ban pháp chế Phật giáo tỉnh, chứng minh ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành. Đại đức Thích Hạnh Thông, ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành, trưởng ban tổ chức, cùng chư tôn đức tăng ni, môn đồ pháp quyến, thế quyến, đạo hữu Phật tử xa gần đồng nhất tâm cầu nguyện. Mở đầu buổi lễ, sư cô Thích Nữ Đồng Hiếu trụ trì chùa Lương Mỹ, đại diện môn đồ pháp quyến tác bạch cung thỉnh chư tôn đức tăng ni Quan Lâm dắt linh đường cử hành pháp sự. Chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật hành pháp sái tịnh kim quang và nhục thân cố ni sư. Đúng vào lúc 8 giờ, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân cố ni sư từ thiền thất nhập kim quang trong tiếng niệm Phật tiếp dẫn của đại chúng. Trước di ảnh cố ni sư, chư ni Phật tử đã thành kính đảnh lễ và cầu nguyện cho dắt linh ni sư được cao đăng Phật quốc. Sau lễ nhập kim quang, chư tôn đức đã cử hành lễ khai kinh bạch Phật và lễ thành phục thọ tang cảm niệm ân giáo dưỡng của vị tôn sư khả kính. Sau lễ thành phục, các đoàn đến từ các chùa trong và ngoài huyện Núi Thành, đoàn phân ban ni giới tỉnh Quảng Nam đến viếng hương và cầu nguyện. Theo chương trình, lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2022, ngày 23 tháng 2 năm Nhâm Dần. Lễ truy niệm và phụng tống kim quang vào lúc 6 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2022, ngày 25 tháng 2 năm Nhâm Dần. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin Phật giáo quốc tế. Thưa quý vị, Đại học Tử Tế, tên tiếng Anh của trường là Juchi University, là một trường đại học đa ngành do ni sư Chứng Nghiêm, nhà sáng lập Hội Từ Thiện Tử Tế thành lập tại Đài Loan. Khuôn viên của Đại học Tử Tế là một trong những khuôn viên đẹp nhất ở Đài Loan, nằm ở trung tâm của Hoa Liên, một thành phố xinh đẹp, đa dạng về văn hóa. Bằng trí tuệ của mình, ni sư Chứng Nghiêm nhận thấy rằng bệnh tật là căn nguyên của sự đau đớn và là gốc rễ của sự nghèo đói, và giáo dục là một yếu tố quan trọng đối với cơ sở hạ tầng của một quốc gia, giúp người dân cải thiện cuộc sống.
Xuất phát từ quan điểm đó, từ đầu năm 2000, Hội Tử Tế đã bắt đầu xây dựng hệ thống các trường học nhằm tạo ra một nền giáo dục toàn diện từ mẫu giáo đến tiến sĩ, và Đại học Tử Tế cũng được thành lập vào thời điểm đó. Mục tiêu của nhà trường là đào tạo ra các chuyên gia có tinh thần học tập suốt đời, có khả năng tư duy, phân tích và phản biện và có khả năng hợp tác trong công việc. Hơn nữa, nhà trường còn trang bị cho học viên tinh thần của tử tế, nhân văn và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi họ cần thiết. Ni sư Chứng Nghiêm nhận định, giáo dục là công việc thanh lọc trái tim của mỗi người, là hy vọng, là sự bình ổn của xã hội chúng ta. Vì vậy, Đại học Tử Tế nhấn mạnh những điều sau. Giáo dục trong cuộc sống hàng ngày phải tĩnh tâm trong ăn uống, mặc quần áo, đi đứng, sinh hoạt và nhìn nhận tính nhân văn trong mỗi con người. Giáo dục đạo đức, tôn trọng giáo viên, thể hiện hành vi đúng chuẩn mực và là một người trung thành, có trách nhiệm. Giáo dục nhân văn, phát triển tinh thần bao dung, biết ơn, thấu hiểu và thích ứng. Đánh giá cao đối với giáo dục học viên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và cống hiến hết mình để giúp đỡ người khác. Tinh thần và triết lý giáo dục của nhà trường được thể hiện qua 4 chữ: yêu thương, tôn trọng, tận tâm và biết ơn. Trường Đại học Tử Tế gồm có 4 trường thành viên, đó là trường Y khoa, trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Giáo dục và Truyền thông và trường Quốc tế. Mỗi trường thành viên đào tạo nhiều chuyên ngành và nhiều trình độ khác nhau, gồm có cả đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Đặc biệt trong trường Khoa học Xã hội và Nhân văn có Viện Tôn giáo và Nhân văn. Đây là đơn vị chuyên đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực tôn giáo, nhất là về Phật giáo. Tất cả các sinh viên, học viên của nhà trường đều được học các khóa về tinh thần nhân văn và phụng sự và được yêu cầu tham gia vào các chương trình thiện nguyện, các hoạt động vì cộng đồng, vì đấy là cơ hội để người học có dịp được trải nghiệm, được rèn luyện và cũng là dịp để họ phát huy những tiềm năng của mình. Với một khuôn viên rộng rãi, tràn ngập những mảng xanh, Đại học Tử Tế đem đến cho người học các cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập và nghiên cứu hiện đại, tiện nghi và một môi trường sống thoải mái, an lành, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, nghiên cứu và trải nghiệm của người học. Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy và nghiên cứu tùy theo chương trình học mà có thể là tiếng Hoa hoặc tiếng Anh. Quý vị vừa theo dõi phần tin Phật giáo quốc tế. Cuối chương trình là điểm tin dự báo thời tiết cho tối đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, phần tin dự báo thời tiết vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự 20 giờ thứ 6 ngày 25 tháng 3 năm 2022. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị sức khỏe, an lành, mọi Phật sự đều hanh thông viên mãn. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.